chào toàn thể quý khách, lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Và cũng xin thay mặt cho quán Thanh Thúy chân thành cảm ơn toàn thể các anh chị đến đây chung vui giao lưu và ủng hộ cho quán. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Và không để cô chú anh chị chờ đợi lâu, buổi giao lưu được cả tài tử xin phép được bắt đầu. Bởi vì cùng thưởng thức bài mở màn của anh 12. Bài 12 đến với bài ca tự chọn ạ. Bài gì? Thì mở đầu chương trình giao lưu tài tử quán Thanh Thúy xin hát bài Sân Ga Chỉ Có Một Người. Thank you.